Thưa quý vị, theo một số nghiên cứu của các nhà khoa học, ở độ tuổi càng nhỏ, khả năng tiếp thu ngôn ngữ của các bé càng tốt. Việc bắt đầu học tiếng Anh sớm sẽ giúp cho trẻ có khả năng hấp thu ngôn ngữ một cách tự nhiên, đồng thời sẽ giúp cho trẻ có được nền tảng vững chắc sau này khi tiếp tục học tiếng Anh ở mức cao hơn. Vì vậy, hiện nay có rất nhiều phụ huynh quan tâm đến vấn đề dạy tiếng Anh cho trẻ và sớm cho trẻ tiếp cận tiếng Anh bằng phương pháp trực tuyến. Để giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu thêm thông tin trong việc cho bé học tiếng Anh trực tuyến, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Góc nhìn người tiêu dùng ngay sau đây. Thực tế cho thấy, các chuyên gia thường khuyên phụ huynh nên cho trẻ học tiếng Anh sớm nhất là trong giai đoạn từ 3 đến 5 tuổi, vì đây được xem là giai đoạn vàng của trẻ nhỏ. Khi phụ huynh cho trẻ tiếp cận với tiếng Anh sớm, không chỉ đơn thuần giúp trẻ có thành tích học tập cao hơn, mà còn giúp cho trẻ em có thể phát âm chuẩn và trôi chảy bằng giọng bản ngữ một cách đáng kể. Hiện nay, một trong những phương pháp học tiếng Anh cho trẻ được phổ biến nhất phải kể đến học tiếng Anh trực tuyến. Càng ngày học tiếng Anh trực tuyến càng là lựa chọn của rất đông người. Lý do là bởi vì học tiếng Anh trực tuyến sẽ giúp cho người ta tiết kiệm chi phí, rồi tiết kiệm khoảng thời gian đi lại. Người ta có thể tự chọn một cái khoảng thời gian nào phù hợp nhất để học. Để giúp cho phụ huynh và các bé có thể cùng nhau học tiếng Anh, vì vậy đã có rất nhiều cộng đồng tiếng Anh trực tuyến được thành lập. Nổi bật trong đó có thể kể đến những cộng đồng do tổ chức giáo dục trực tuyến Pantado thành lập và phát triển, bao gồm nhóm thực hành tiếng Anh cùng nhau, giỏi tiếng Anh cùng con và nuôi dạy con cùng chuyên gia, với tổng số lượng thành viên trong các nhóm này là gần 300.000 người. Được thành lập từ năm 2016 với sự thành công của những hoạt động dạy và học tiếng Anh miễn phí dành cho cộng đồng đã kể trên, từ một nhóm bạn trẻ với khát vọng được cho đi, Pantado đã chính thức được thành lập với sứ mệnh giúp đỡ hàng triệu người Việt Nam được tiếp cận với tiếng Anh dễ dàng nhất cùng với chi phí thấp nhất. Trong thời gian sắp tới thì Pantado sẽ đầu tư rất nhiều vào công nghệ giáo dục. Ở đây là những ứng dụng, những phần mềm để hỗ trợ trong việc dạy và học của giáo viên và học sinh, giúp cho trẻ có nhiều cái ứng dụng hay chức năng để tương tác và luyện tập nhiều hơn, và nâng cao cái chất lượng đào tạo của Pantado sẽ cao hơn rất là nhiều nữa. Tuyển chọn giáo viên là yếu tố tiên quyết cho cái việc đảm bảo cái chất lượng giảng dạy tại Pantado. Bên cạnh cái hai yếu tố khác, đấy là học liệu và vận hành dịch vụ. Thì để mà thực hiện cái việc mà tuyển dụng một cách hiệu quả và lựa chọn những cái giáo viên phù hợp nhất, thì Pantado đã thực hiện cái quy trình tuyển dụng với một số các bước rất là khắt khe. Và chúng tôi xác định là cái yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất đấy là yếu tố con người. Mỗi một giáo viên tại Pantado cần phải thấm nhuần và xác định giáo dục là phải xuất phát từ sự tận tâm. Các bạn phải có niềm đam mê, các bạn phải xác định giáo dục là một cái nghiệp, một cái nghề gắn bó lâu dài chứ không phải là công việc tạm thời. Tiếp theo nữa là liên quan đến vấn đề chuyên môn, thì tất cả những giáo viên tại Pantado thì đều đang hoặc là đã tốt nghiệp từ các trường đúng chuyên ngành tiếng Anh tại các trường đại học. Và cái yếu tố thứ ba mà cũng vô cùng quan trọng, đấy là liên quan đến cái nghiệp vụ sư phạm. Thì tất cả các bạn trước khi trở thành giáo viên chính thức tại Pantado thì đều trải qua một cái khóa training mà được thực hiện bởi chính những nhân sự của phòng đào tạo, để các bạn có thể nắm rõ rất tốt những các phương pháp cũng như là cái hướng tiếp cận phù hợp, hiệu quả với từng các học sinh. Bởi vì mô hình của Pantado là mô hình trực tuyến 1-1, và vì thế thì Pantado rất coi trọng cái yếu tố liên quan đến cái tính phù hợp giữa giáo viên và học sinh. Và mỗi một giáo viên được xem như là một đại sứ của Pantado để mà đưa tới cái chất lượng giảng dạy tốt nhất. Pantado tập trung đào tạo tiếng Anh giao tiếp, giảng viên đa phần là các giáo viên trẻ có trình độ chuyên môn cao, được tuyển chọn kỹ càng và có các kỳ thi kiểm tra trình độ thường xuyên. Đặc biệt, chỉ có tại Pantado, phụ huynh được phép đổi giáo viên nếu như nhận thấy không hài lòng, và đổi số lần không giới hạn. Bên cạnh học tiếng Anh trực tuyến, Pantado còn thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng dành cho phụ huynh, đặc biệt là cuộc thi Super Kids dành cho các thành viên có thành tích học tập tốt. Tổng giải thưởng cuộc thi lên đến 10 triệu đồng. Con đã học tiếng Anh tại Pantado được 3 tháng rồi ạ. Con cảm thấy cô dạy con rất là vui. Con được gặp cô bằng tiếng Anh ạ. Con rất thích khi bố mẹ cho con học tiếng Anh. Chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của cái ngôn ngữ tiếng Anh trong cái thời buổi hiện đại bây giờ, nên là cũng muốn quyết định là cho cháu theo học tiếng Anh sớm nhất có thể. Thì qua tôi và gia đình có tìm hiểu thì một số trung tâm, thì gia đình chúng tôi quyết định chọn Pantado, vì trung tâm Pantado này có một cái rất là hay là giáo viên một kèm một,
mà tôi lại rất là thích cái lộ trình dạy của trung tâm tiếng Anh Pantaro này. Khi mà họ giao cho tôi cái lộ trình đấy thì tôi thấy rất phù hợp với con tôi, nên là tôi quyết định cho cháu theo học tại Pantaro. Hiện nay, việc học tiếng Anh trực tuyến ngày càng trở nên thông dụng đối với mọi đối tượng, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Việc học tiếng Anh trực tuyến sẽ phát huy hết những hiệu quả nếu như phụ huynh lựa chọn được nơi đào tạo uy tín và có kế hoạch, mục đích học tập rõ ràng.